Đời vui khỏe với Princess Lifestyle Là dược thảo dinh dưỡng chất lượng cao Cho người luôn sống vui tươi trẻ thêm đẹp xinh Cộng đồng luôn tình tưởng đến Princess Lifestyle Đem niềm vui cho mọi nhà là Princess Lifestyle Kính chào quý khán giả đến với chương trình kiến thức dược thảo với Lưu Mỹ Linh và Phạm Khanh từ công ty Princess Lifestyle trong chương trình ngày hôm nay à, thì ngoài giới thiệu đến vị những cái chương trình promotion thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến vị thuốc lavalin. Đây là một cái loại thuốc phải nói là được rất là nhiều khách hàng à, đã ưa chuộng trong suốt nhiều năm qua nhưng mà trước tiên thì xin chào Lưu Minh Linh. Dạ, yeah, xin chào anh Phạm Khanh, xin kính chào các khán thính giả, thưa quý vị, à, thưa quý vị anh Phạm Khanh nói rất là đúng, à, dược thảo livelin là một loại dược thảo rất là có giá trị để giúp chúng ta tẩy tất cả những cái độc tố ở trong cơ thể và rất là thích hợp với tất cả quý vị nào làm ở trong những môi trường mang đầy hóa chất. À, sở dĩ là chúng tôi nói đến loại dược thảo này ngày hôm nay là bởi vì có rất là nhiều người à, yêu cầu chúng tôi giới thiệu lại về công dụng của loại dược thảo này và cũng như là hiện nay thì công ty đang có chương trình tức là chúng tôi phân phối loại livelin này miễn phí, quý vị có thể đến những đại lý của công ty để xin được những cái viên thuốc miễn phí để sử dụng qua trong vòng một ngày để quý vị thấy kết quả nó như thế nào và sau đó nếu mà nhu cầu thì quý vị có thể gọi cho công ty hoặc là đến các đại lý để mua à, và tất cả những chương trình đều giống nhau đó là quý vị vẫn mua 6 hộp thì quý vị được tặng một hộp đó quý vị à, và nói đến công dụng của thuốc Liverlin này thì phải nói rằng vô cùng là hiệu quả, vô cùng là có giá trị, giúp cho chúng ta tẩy tất cả những cái loại độc tố ở trong cơ thể để giúp cho lá gan của chúng ta hoạt động được mạnh mẽ hơn và giống như quý vị mà bị dị ứng ăn uống những cái đồ, đồ Seafood đó thưa quý vị mà bị bị ngứa hoặc là quý vị bị nám, bị nổi mề đai, ăn khó tiêu hay là mình sống ở trong những môi trường đầy hóa chất hay là mình làm việc trong những môi trường hóa chất như là làm về ngành neo tóc, thợ tiện, thợ hàn, làm về sơn hay là làm về trong những cái cơ sở sản xuất xe hay là những cái tiệm xe hay là quý vị nào mà hút thuốc nhiều quá hấp thụ những cái chất độc tố nhiều quá trong cơ thể hoặc là ăn những cái đồ ăn sống xít vân vân nó có nhiều cái lý do để chúng ta hấp thụ những cái độc tố vào trong cơ thể lắm thì với cái thuốc Livelin này nó sẽ giúp cho chúng ta tẩy hết ra và sẽ mang lại cho chúng ta, chúng ta được một sức khỏe tốt thưa quý vị thưa quý vị chúng tôi cũng đã có những khách hàng rất là nhiều khách hàng à, hiện giờ làm việc trong cái lĩnh vực ngành neo ngành tóc nơi bởi vì thấy đó là thường xuyên sử dụng những cái hóa chất chúng ta phải hít hóa chất đụng chạm với hóa chất hàng ngày thì ít nhiều cũng có ảnh hưởng đến cơ thể của chúng ta khi à, các khách hàng trong lĩnh vực thẩm mỹ ngành neo ngành tóc đã sử dụng lavalin và cũng đã thấy à, có rất là hiệu quả À, chính vì đó là đã giới thiệu thêm nhiều à, người bạn đồng nghiệp của mình à, mua live của công ty princess lifestyle à, đó là những quý vị làm trong lĩnh vực ngành nail ngành tóc còn những quý vị à, làm trong những cái lĩnh vực à, có cái vô, vô gọi là độc hại hơn nữa ví dụ như là thợ hàng à, thợ tiện vân vân à thì cái chuyện mà chúng ta hít những cái axit, rồi những cái khí độc hàng ngày như vậy đó nó ảnh hưởng à, đến cơ thể về lâu và dài à, và chúng tôi cũng à, à, đã có một số người làm trong những lĩnh vực đó đã uống phòng ngừa cái thuốc lavalin này vâng à, à để mà hàng ngày cơ thể mình nó có cơ hội nó bày đọc tức là thải đi những cái độc tố và nó ngấm vào cơ thể như vậy thì đó là những quý uh, vị mà chúng tôi những người mà chúng tôi nghĩ rằng hay là dùng levelin sẽ thấy hiệu quả ngay. Rồi còn uh, một số những cái trường hợp mà quý vị thí dụ như là lưu minh nói là những người mà bị dị ứng, uh, những người ăn những cái đồ mà khó tiêu, vân uh, vân, thậm chí là những người mà uh, khó khăn trong cái chuyện uh, sinh hoạt uh, hàng ngày uh, tiểu tiện vân vân. À, thì cũng có thể dùng liverlin để mà cải thiện cái chức năng uh, của lá gan mà cũng như là những bộ phận khác trong cơ thể thuốc liverlin uh, như chúng tôi nói đó hiện giờ uh, đang được uh, tặng sebo chúng tôi có những cái mẫu uh, thuốc uh, đóng gói ở các đại lý quý vị đến đó uh, để vì nhận về uh, uống thử xem cái công dụng của liverlin như thế nào uh, ngoài liverlin ra thì chúng tôi cũng có menalife uh, và vanalin cũng được uh, tặng uh, free sample xin quý vị liên lạc với lại các đại lý gần nhà của mình để biết thêm về những cái phần quà tặng đặc biệt này công ty muốn giới thiệu đến cho quý vị để quý vị dùng thử và nếu có hiệu quả thì quý vị có thể mua để mà sử dụng cho bản thân hoặc là giới thiệu cho bạn bè người thân của mình à, nếu quý vị không biết rằng đại lý gần nhà của mình địa chỉ số điện thoại sao thì quý vị có thể gọi cho công ty công ty sẽ cung cấp cho quý vị biết cái địa chỉ của đại lý gần nhà gần nơi ở quý vị số điện thoại của công ty là 1800 tám 990 -990 và nhân tiện thì chúng tôi cũng xin nói thêm đó là à, hiện nay thì chúng tôi vẫn đang có cái chương trình sổ số à, tức là khi quý vị mua những cái tấm vé số à, mua những cái lọ thuốc này đó thì cứ mỗi một lọ thuốc quý vị mua quý vì sẽ được tặng một tấm vé số rồi thì là nhớ ghi tên số địa chỉ và số điện thoại gửi về cho công ty à, hoặc là các đại lý càng sớm càng tốt à, cái đợt sổ số kế tiếp chúng tôi sẽ tổ chức À, vào ngày cuối tháng 4 sắp đến thành ra xin, à, quý vị lưu ý để mà mua vé số và cũng như là gửi về cho các đại lý, các công ty càng sớm càng tốt. Mọi thắc mắc quý vị có thể à, gọi cho Princess Lifestyle ở số 1800 990 8319 vâng đặc biệt là thưa quý vị cái cái dược thảo liveolin này nó rất là có giá trị quý vị mà bị hôi miệng đó ăn không có tiêu bị sình bụng bị ở ờ chua bị hôi miệng đó thì livelin sẽ giúp cải thiện rất nhiều và nếu mà trong trường hợp mà quý vị bị táo bón hoặc là bị táo bón kinh niên hoặc là bị táo bón tạm thời thì thuốc liveolin nó sẽ hỗ trợ rất nhiều để cho chúng ta có thể đi vệ sinh mỗi một ngày đều đặn bởi vì nếu mà những cái cái thức ăn mà sau khi mà được phân hóa rồi mà tích tụ lại ở trong ruột già của chúng ta lâu ngày một ngày hai ngày ba ngày nó sẽ có rất là nhiều nguy cơ đưa đến là chúng ta sẽ bị những cái cục biếu và có thể sẽ có nguy cơ ung thư ruột già nếu mà trong tình trạng mà sức khỏe chúng ta chúng ta không có để ý cứ để chừng 5-7 ngày thì mới đi đại tiện một lần đó, thì sẽ có rất là nhiều nguy cơ bị ung thư ruột già thưa quý vị và thuốc laibolin nếu quý vị uống và quý vị sẽ thấy cái kết quả ngay lập tức chỉ trong vòng một ngày thôi ngày hôm sau quý vị sẽ thấy là khi mà chúng ta tiểu tiện hay là đại tiện chúng ta sẽ thấy kết quả ngay lập tức. Như bác sĩ Morita có nhắc lại là à, trong trường hợp mà chúng ta bị độc tố trong cơ thể nhiều đó khi chúng ta đi tiểu tiện chúng ta sẽ thấy nước tiểu nó có màu đậm và nó có bọt nó sủi lên như vậy có nghĩa là những cái độc tố nó đang được thải ra khỏi cơ thể và nếu sử dụng thuốc này từ một tháng trở lên quý vị sẽ thấy là nước tiểu nó sẽ rất là trong cho nên qua đó chúng ta thấy kết quả nhìn thấy rất là rõ ràng và đặc biệt là nếu mà trong, trong trường hợp mà chúng ta đi đại tiện đó, bị bón á thì chỉ trong vòng một hai ngày chúng ta sẽ thấy kết quả à, có những vị khách à, những người bệnh nhân của bác sĩ bị nóng bị nóng ở trong người bị lở miệng hay là bị rất là nóng cơ thể rất là nóng thì thuốc lavalin này nó sẽ giúp rất là nhiều bởi vì nó thanh thanh lọc cái lá gan của mình nó làm mát cái lá gan và nó tẩy tất cả những độc tố thì tùy theo từng trường hợp à, có mỗi một người một cái dấu hiệu khác nhau nhưng mà thuốc lavalin này nó phù hợp cho rất là nhiều trường hợp như chúng tôi vừa mới nhắc hồi nãy thưa quý vị tức là quý vị bị nóng ở trong người quý vị bị à, mụn bị nám bị nổi mề đai bị dị ứng bị tất cả những cái dấu hiệu mà nó liên quan đến cơ thể của mình không được thanh lọc kỹ càng hoặc là mình cảm thấy người mình nó nặng nề ăn uống khó chịu ăn cái lưỡi nó nóng nó rát hoặc là cái lưỡi nó bị trắng lên hoặc là về vấn đề vệ sinh tiểu tiện đại tiện rất là khó khăn hoặc là quý vị làm việc ở trong môi trường hóa chất như là làm về neo làm về tóc làm về tiện làm về hàn làm về sơn làm về sửa nhà hay là quý vị hút thuốc hay là quý vị um, sử dụng những cái chất kích thích chất gì đó mà hoặc là uống rượu v v nó làm gây những cái chất độc hại ở trong cơ thể thì dược thảo leverlin này sẽ giúp tẩy tất cả tất cả ra và bảo vệ cái lá gan của mình để lá gan của mình được mát được thanh nhiệt và hoạt động với một cái chức năng mạnh mẽ hơn như vậy thì đã giữ cho cái sức đề kháng của chúng ta được mạnh và như vậy chúng ta sẽ tránh được nhiều cái biến chứng và nhiều cái bệnh khác trong tương lai thưa quý vị. cảm ơn liverlin và một lần nữa chúng tôi xin nhắc lại là chúng tôi đang gửi tặng những cái mẫu sample những loại thuốc như là livalin mà chúng tôi giới thiệu trong ngày hôm nay thuốc menaline và cũng như là thuốc Vanalin. À, xin mời vị à, liên lạc với các đại lý gần nhà à, để mà nhận về à, uống thử à, hoặc là có thể gọi cho công ty để mà biết cái địa chỉ gần nhà à, công ty thì à, đã gửi thuốc à, tới các đại lý rồi à, tuy nhiên rằng thì là công ty biết à, địa chỉ cũng như là số điện thoại của các đại lý gần nhà à, sẽ giúp cho quý vị đến à, tìm ra cái địa chỉ đó và cũng như là đến để mà nhận những cái mẫu thuốc sambo liverlin à, Mensaline và cũng như là vanalin à về dùng thử, số điện thoại của công ty Princess Lifestyle là 1800 990 8319 1800 990 8319. Và thưa quý vị nói về thuốc uh, Lavalin này đó thì phải nói rằng là uh, thật sự ra là đối với trường hợp mà những quý vị nào mà uh, thường thường hay là bị uh, những vấn đề về dị ứng đó uh, mà chúng ta nghĩ rằng là sắp tới là chúng ta sẽ dừng những cái buổi tiệc hoặc là ăn uh, những cái đồ hải sản nhiều. À, hoặc là những cái chất khó tiêu nhiều á thì thật sự là chúng ta nên uống trước, không à uống trước à, để mà phòng ngừa, bởi à, vì, vì biết rằng là dược thảo thì nó không phải là tác dụng nhanh chóng như là những cái loại tây dược trình à, thử ra là nó đòi hỏi một cái thời gian à, để mà chúng ta uống và cũng như là nó phát huy được cái tác dụng à, và à, bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị theo dõi một số thông tin thương mại và sau đó chúng tôi sẽ trở lại ngay và tiếp tục à, giới thiệu đến vị thuốc lavalin cũng như là những sản phẩm khác của công ty princess lifestyle